Công an tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Đại tá Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết luận hội nghị, Đại tá Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của Bộ Công an, của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chỉ thị số 10 trong toàn lực lượng công an tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát giao thông, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong chỉ thị số 10.